Hôm nay Cali trời mưa rồi, thunder nữa. Bây giờ ngồi đây, lúc nào mình về cũng ở đây, ngồi đây cứ đợi xe bus từ 8 phút nữa. Hy vọng khi tới chỗ viện dưỡng lão thì nó ngừng mưa để đi tạt xe đạp vô. Viện dưỡng lão cũng nằm cái khu đó, đó chắc cũng được, chắc không có mưa đâu nghe. Chỗ này thì mưa rồi, chỗ này gần biển mà mưa, viện dưỡng lão nằm chỗ đó là chắc vậy được. Mưa đầu mùa cũng lớn lắm, cũng được lắm ha, mua gì cũng được lắm. May mắn có mưa đó, không mưa là không có nước xài nữa. Thành phố Las Vegas không mưa là nó bỏ thành phố luôn, như vậy sợ không có nước là bỏ luôn, kinh khủng, hết nước luôn. Lát sẽ bên tới chạy về cho kia là không mưa thì anh đi chuyên mưa vì nhân lão không thì không thì kêu điện thoại thôi. Nói sớm chút xíu, thằng Chi đi ăn phở gà. Thấy cái này có tiệm phở gà. Đây, phở gà đây. Bên kia là biển hẹn Ngự Bình. Ngự Bình là Ngự Bình là của Tiến Dũng á. Đây phở gà Hải Vân. Cái kia phở gà đây, thấy cũng được mấy người thôi. Cô ăn phở gà à, phở gà Hải Vân. Đây bánh cuốn bò lúc lắc. Bánh cuốn bò lúc lắc dưa không các bạn, chào dưa nhiều món đó ha. Rồi phở gà bọc sáng này, sáng này Việt Nam có món nước rau má đậu xanh đó, mới ra cách đây 3-4 năm, rau má đậu xanh lưu niệm chắc 5 đồng, đặc biệt lắm nha. Rau đậu xanh rồi có cái sữa bắp của nhau. Hồi nãy có máy robot kia đem phở tới đây nên cái lấy cho ăn này mình khỏi lấy. Tôi phở đây. Chỗ này làm đặc biệt lắm, có cái này sạch sẽ ha. Để đũa nè, để muỗng nè, sạch sẽ, làm đặc biệt. Đây là hành trình đem xác người ra đây. Thấy ông đẩy xe đó không? Đó, đẩy xe đem xác vô ra, đem xác ra đó. Cái bà này 103 tuổi, bà chết rồi. Chị đem xác ra đó. Chiếc xe van, chiếc caravan đó là chở xác người đó. Chở thường, không biết tại sao chở xe vui. Nó lấy cái bà plastic nó đem vô ra. Đó, lát đem ra mà cho biết nha. Đó, xác người đem ra. Bà này 103 tuổi rồi. Vinh đang ở viện dưỡng lão đây. Người ta cũng có cho cái chương trình thì cũng hay lắm nha. Nếu mà người bệnh nhân nào mà ăn không được á thì nó sẽ cho người ngồi người thân nhân vô đút ăn đó, thấy không? Nếu mà ăn được thì thôi không sao, thấy không? Mà nếu ăn không được á, ăn không được á thì nó cho người nhà vô đút ăn đó. Chương trình cũng hay. Rồi ngày mai có thể khi nào thấy mà mai ăn không được thì nó sẽ kêu Vinh ha. Bây giờ mình đâu biết gì đâu, thấy không? Nó nói vậy thì cũng được ha, cũng được. Nếu mà nếu ông kêu mà mai ăn được rồi thôi làm chi, thấy không? Anh chị bên tới đây bên cho hai người này hai hộp bánh. Hai hộp bánh này hy vọng là hai người này ăn được, không người bên phải vô đút mất công quá ha. Rồi đó, tin tức gì đó, bữa nay là thứ tư à, nếu mà mai ăn không được thì nó sẽ kêu mình để mình tới đút mai ăn cơm à, rồi đó, vậy là cho biết nha, bye.